Cần và không cần là câu trả lời được tiến sĩ kinh tế, nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng đưa ra ngay khi được hỏi về tính hợp lý và sự cần thiết cho dự thảo luật cảnh vệ. Theo ông, nếu xét dự thảo luật về phía những người dân thì không cần thiết. Đối với người dân ấy, thì chẳng có gì là cần thiết cả. Tại vì tất cả những cái đó đều từ tiền đóng thuế của dân và cứ mỗi một vị được bảo vệ thì chắc chắn lại kéo theo tiền thuế của dân là phải tăng lên. Nhưng ngược lại, theo nhà báo Phạm Chí Dũng, dự thảo luật này rất cần cho các giới quan chức ở Việt Nam. Ông giải thích. Cái nguồn cơn chính là xuất phát từ cái tháng 9 năm ngoái, tháng 9 năm 2016 nổ ra cái Yên Bái và ba người bị bắn trong ngõ kép đã làm rúng động ở trong nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam và cho thấy là không một ai từ Tổng Bí thư trở xuống an toàn. Cho nên là sau cái vụ đó thì tự nhiên là ở trong Quốc hội rồi trong Ban chấp hành Trung ương Đảng dậy lên những cái đề xuất đề nghị là phải tăng cường lực lượng cảnh vệ, phải bổ sung trang thiết bị và đồng thời là gia tăng cái số đối tượng thành phần được bảo vệ. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, nguyên vụ trưởng vụ nghiên cứu Ban dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam phân tích thêm. Nó có một cái chuyện là lợi ích và cái nỗi sợ hãi của một cái nhóm cán bộ cấp cao nào đó ở tỉnh ấy. Thì nó thể hiện một cái sự lo sợ. Cho nên là họ đòi yêu cầu là tăng cảnh vệ cho họ có thêm. Trước đây là không có, bây giờ họ có được có cảnh vệ để bảo vệ. Ngày 18 tháng 8 năm 2016, ông Đỗ Cường Minh, chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Yên Bái dùng súng bắn chết bí thư tỉnh ủy Yên Bái, ông Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn, chủ tịch hội đồng nhân dân kiêm trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, rồi sau đó tự sát. Sau khi xảy ra vụ việc, một số dự án luật như luật quản lý, sử dụng vũ khí, quy định nổ súng và cả quy định về phòng vệ chính đáng trong bộ luật hình sự được mang ra thảo luận tại các phiên họp thẩm tra sơ bộ của vụ án. Cho đến phiên thảo luận chiều ngày 6 tháng 6, theo đề xuất của đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Bình từ Hải Phòng là nên tăng cường bổ sung biện pháp bảo vệ đặc biệt trong thời gian nhất định cho một số lãnh đạo chủ chốt, các cán bộ tỉnh, địa phương. Phân tích thêm về luật cảnh vệ từ trước đến nay trong bộ máy nhà nước Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng nói rằng việc bảo vệ đối với giới lãnh đạo từ trước đến nay là do Bộ Tư lệnh Cảnh vệ phụ trách và đối tượng cảnh vệ chủ yếu là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số Ủy viên Trung ương của các cương vị đặc biệt. Sau này, ông nghe rằng đối với một số ủy viên Bộ Chính trị đã được tăng gấp đôi lực lượng cảnh vệ và quy chế bảo vệ rất nghiêm khắc. Một ý kiến khác trong phiên thảo luận từ ông Võ Trọng Việt, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội, là sau việc nổ súng vào lãnh đạo ở một tỉnh, nhiều địa phương đã đề nghị bí thư, chủ tịch cũng được nằm trong diện được bảo vệ. Nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhận định cách tiếp cận này là một cách ngụy biện. Việt Nam quá dư quan chức. Việt Nam có một cái diện tích chỉ bằng khoảng là một phần 25 của nước Mỹ, nếu tôi nhớ không lầm là như vậy. Nhưng mà cái số quan chức ở Việt Nam, số lượng quan chức ở Việt Nam là gấp tới từ 3 tới 4 lần Hoa Kỳ. Ở các bộ của Hoa Kỳ đó, có những bộ họ chỉ có một thứ trưởng thôi, còn Việt Nam là tới 7, 8, 9 thứ trưởng. Cho nên là cái việc mà nếu mà có quan chức có bị gì mà ảnh hưởng tới Trung ương, tới cả tình hình cả nước thì đó chỉ là một lý do để ngụy biện mà thôi. Mà nên nhìn theo cái chiều ngược lại là cần giảm đi cái số lượng quan chức thì sẽ bớt rủi ro hơn. Lực lượng cảnh vệ đó sẽ bảo vệ họ khỏi những điều gì và từ ai? Câu hỏi này được nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng nhận định như một thực tế khốn quẫn, chua chát và bi đát ở Việt Nam. Ông đặt câu hỏi tại sao họ lại sợ hãi như thế? Đáng lẽ ra cái người lãnh đạo là phải gần dân. Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay là phải gần dân, thật sự gần dân. Nhưng mà bây giờ lại bảo vệ thì xây dựng một cái hàng rào ngăn cách với dân rồi. Như vậy là họ sợ dân hay là họ sợ cái gì khác? Và nếu cái gì khác có phải là họ sợ chính nhau hay không? Sợ chính ở trong nội bộ họ hay là không? Theo tôi thì họ sợ dân thì ít, mà họ sợ nhau thì nhiều. Giáo sư Nguyễn Khắc Mai đưa ra lời khuyên với những cán bộ lãnh đạo Việt Nam là hãy sống mà tử tế với dân, đừng đàn áp dã man, ăn cướp đất của dân. Như thế thì chả sợ gì ai cả, người dân sẽ bảo vệ cho.